Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên Youtube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 324 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vâng cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đời tên đã donate ủng hộ kênh của tài khoản Vietcombank. Vâng cảm ơn bạn rất nhiều và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 324 của bộ truyện này. Nhân đạo Đại Thánh tập 324 Vô song Đại Lục Đại lượng tu sĩ trên chân hồ cảnh của Cửu Châu tràn vào để cho mảnh giới vực vốn đầy âm mưu tử khí này trở nên vô cùng náo nhiệt. Trước mắt, thế cục cửu châu rất rõ ràng, tu sĩ linh khê cảnh nội chiến trường linh khê vui vẻ, tu sĩ vân hà cảnh coi chiến trường vân hà để cho bọn họ phát tiết tinh lực tranh phong với nhau, mà đến chân hộ cảnh vậy thì có thể đi đến vô sông đại lục chém giết thi tộc thu hoạch chiến công để tu hành. Thông đạo hai giới mở ra đã một năm, trong thời gian một năm này ít nhất cũng có 10 vạn tu sĩ chân hồ cảnh tự cửu châu tràn vào vô sông đại lục. Mà theo thời gian trôi qua, con số này tất nhiên sẽ càng ngày càng khổng lồ. Nhờ dược tân vất vả bố trí, cho nên tu sĩ cửu châu mượn dùng trận pháp truyền tống đến vô sông đại lục. Đối với nội tình cửu châu không có tiêu hao quá lớn, nó tiêu hao chỉ là mấy chỗ trung chuyển đại trận tích lũy năng lượng ở trên hoang tinh đây không phải là dược tân tốt bụng mà là lúc trước hắn coi trọng cửu châu muốn chiếm lấy giới vật có thể nhanh chóng trưởng thành này đương nhiên sẽ không đi làm chuyện tổn hại nội tình giới vật chỉ tiếc hắn bố trí chu toàn kết quả chỉ là tiện nghi cho tu sĩ cửu châu bản thân là bị dương thanh cứng rắn đánh chết hiện nay trong vô song đại lục lấy trận pháp dược tân đã lưu làm trung tâm tu sĩ Cửu Châu đã thăm dò đến địa giới phạm vi mấy chục vạn dặm. Phạm vi như vậy đã không nhỏ, nhưng so với toàn bộ vô song đại lục thì vẫn chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Vô song đại lục cũng cực kỳ rộng lớn, khối lượng hoàn chỉnh không kém Cửu Châu bao nhiêu. Có thể đoán được, sự tồn tại của vô song đại lục có thể để Cửu Châu khổ tu dày vò rất nhiều năm ở trước khi thi tộc vô song đại lục bị đuổi tận giết tuyệt, tu sĩ cửu châu cũng không cần lo lắng thu hoạch chiến công. Về phần chuyện sau đó nữa, chuyện trên trăm hoặc là mấy trăm năm sau, ai có thể nói rõ ràng. Nói không chừng tới khi đó, thế cục cửu châu lại sẽ xảy ra một ít biến hóa không tưởng tượng được. Cuối cùng, cũng có nơi để các tu sĩ có thể thu hoạch chiến công trong một khe núi đang tiến hành một trận đại chiến kịch liệt. Thân hình khôi ngô như tháp sắt, sừng sững tại chỗ như một ngọn núi nhỏ. Dù hung mảnh trùng kích thế nào, cũng khó có thể rung chuyển phòng tuyến kiên cố do thân thể này tạo thành. Cử giáp trần trụi nửa thân trên, dưới chân phát lực. Cả người như đính trên mặt đất không chút sức mẻ, ngăn cản từng đợt tấn công mãnh liệt của thi tộc. Bên cạnh hắn, trường đao của tiêu tinh hà chém về phía thi tộc, thi huyết rơi vãi. Phía bên kia, phi kiếm của Lý Bá Tiên bay qua bay lại, kiếm quan lộng lẫy tàn sát bừa bãi trong đám thi thể. Còn có Phong Nguyệt Thiền và Y Y thi triển thuật pháp, sặc sỡ lá mắt. Trong đám thi thể kia, có một đạo bông dáng nhỏ nhắn, lúc ẩn lúc hiện, tận tình thu hoạch, là lâm âm tụ. Lúc tiếng hổ gầm vang trời, Hộ phát khí thế uy mảnh tung nhảy qua lại, hộ trảo vỗ vào chỗ nào, tất có thi tộc chết. Cục diện cửu châu thay đổi khiến luật pháp ti binh châu cũng bị trùng kích. Trước mắt, luật pháp ti chỉ còn trên danh nghĩa, ngay cả ti chủ luật pháp ti là càng vô đương cũng đã tấn thăng tinh túc, rời khỏi cửu châu. Dùng phối trí các tiểu đội vẫn giữ lại nhu cũ. Đội đinh cửu là một trong số đó, Ngày thường, mỗi người săn giết thi tộc ở vô sông đại lục, thu hoạch chiến công. Chỉ có khi gặp được đám thi đàn to lớn, đội đinh cửu mới có thể một lần nữa tập kết, hợp lực giết địch. Một bầy xác chết quy mô không nhỏ, chính là con mồi mà đội đinh cửu thích nhất. Ngày trước, Lâm Hâm Tụ phát hiện tung tích của bầy xác chết này, nên truyền tin triệu tập các đội viên trải rác ở các nơi lại nơi đây. Sau đó, chính là một trận chém giết như vậy hiện nay đội đinh cửu mỗi người đều có tu vi thần hải cảnh tuy rằng cấp độ không cao nhưng mượn nhờ uy lực của trận bàn đồng khí liên chi thì vẫn có thể phát huy ra thực lực vượt qua tiêu chuẩn bản thân đại chiến bắt đầu từ lúc sắp trời còn chưa sáng cho tới giờ khắc này quy mô của bầy thi mới chỉ giảm bớt một nửa tam sư huynh ta cảm thấy chúng ta có thể rút lui trước trong lúc chiến đấu, Lý Bá Tiên cao giọng hét. Tiêu Tinh Hà cũng có cảm giác như vậy. Không phải thực lực của đội đinh cửu không đủ, hoặc là thực lực của bầy thi quá mạnh. Mặc dù trong bầy thi có không ít thi tộc thực lực cường đại, tùy tiện sách ra một tên cũng còn mạnh hơn bọn họ. Nhưng bởi vì linh trí không cao, cho nên không khó giải quyết. Mấu chốt là chiến đấu với thi tộc, cần phải thời thời khắc khắc thúc giục linh lực để chống cự thi độc xâm lấn hơn nữa còn phải vô cùng cẩn thận để không bị thương nếu không một khi thi độc xâm lấn sẽ trở nên rất phiền phức cái này chắc chắn đều tiêu hao rất lớn đối với mỗi tu sĩ một lần chém giết giải quyết một nửa thi đàn chờ nghỉ ngơi và hồi phục ngóc đầu trở lại là có thể giải quyết một nửa khác đây cũng là ứng đối thích hợp nhất đang muốn đáp lại, bỗng trong lòng có cảm giác. ngẩng đầu nhìn một hướng, chỉ thấy bên kia có một đạo lưu quan nhanh chóng lướt tới bên này, khí thế mạnh mẽ. Sắc mặt tiêu tinh hà vui vẻ, bởi vì hắn cảm nhận được cảm giác quen thuộc từ trong khí tức của người đến. Tiếng gào của hổ phát cũng càng lúc càng phấn khởi, ngay cả y y cũng lộ ra vui mừng lưu quang nhanh chóng lướt đến gần ngay sau đó một đạo đao quang như giả lụa chém xuống không nghiêng không lệch mấy thi tộc thực lực mạnh nhất lập tức bị chia ra làm hai nửa để áp lực phòng tuyến của cự giáp tạo thành giảm đi nhiều đám người đội đinh cửu ngẩng đầu nhìn chăm chú vào trong đó lục dịp mỉm cười nhìn qua bọn họ mọi người có cần giúp đỡ hay không lý bá tiên cười nói Tiểu sư đệ chớ có ra tay Những thứ này đều là chiến công Rút lui trước Tiêu tinh hà vung cánh tay lên hô Hổ phách là người đầu tiên quay đầu Lao ra khỏi chiến trường Trước khi đi Nó còn xông đến bên cạnh Y Y và Phong Nguyệt Thiền Há miệng phun ra một ngụm Cắn chặt hai người ném lên trên lưng Bông dáng lâm âm tụ biến mất không thấy Chỉ có trong không khí nổi lên gần sông yếu ớt Hiển lộ rõ ràng dấu vết di động của nàng sau khi tấn thăng thần hải cảnh thủ đoạn quỷ tu của nàng càng thêm quỷ bí khó dò lý bá tiên đánh ra một đạo kim khí trường hà ngự kiếm mà đi tiêu tinh hạ cũng nhanh chóng rút lui cuối cùng cử giáp còn lại thoáng ngăn cản được một đợt tấn công của đám thi thể hắn xoay người mặc cho rất nhiều công kích rơi vào trên lưng cường tráng của mình tiếng va chạm vang lên dưới chân sinh ra gió lớn một hơi khói bay xa một lát sau, ở một nơi hoang dã cách chiến trường trăm dặm, mọi người tề tụ. Y Y nhảy vào trong ngực lục dịp, hổ phách cũng hóa thành kích thước mèo con, nhảy lên đầu vai hắn, lấy đầu cọ cọ vào gò má hắn. Lý bá tiên tấm tắt lấy làm kỳ. Một năm không gặp, thực lực của tiểu sư đệ càng thêm thâm thúy. Vừa rồi khi lục dịp đi đến, linh lực trên người dao động đã đạt đến trình độ thần hải cảnh tầng chính chỉ cách đột phá tinh túc một bước ngắn tốc độ tu hành như vậy thật sự khiến cho người ta phải hâm mộ nhớ ngày đó tu vi của hắn và phong nguyệt thiền còn cao hơn lục diệp không ít tiêu tinh hà lại cao hơn nhiều nhưng bây giờ đã bị lục diệp bỏ đi xa đối với tu sĩ khác thì những người ở đây không ai không phải hạ người thiên tư tuyệt đỉnh nhưng mà so với lục diệp thì lại thua kém không thôi không có ai oán lục dịp cũng không có ghen ghét hắn trưởng thành càng nhanh đứng càng cao mọi người lại càng cao hứng mỗi người đều có cơ duyên của riêng mình trên con đường trưởng thành mỗi người đều không so sánh được với đối tượng bên ngoài mà là bản thân mình chỉ có không ngừng vượt qua chính mình mới có thể trở nên càng mạnh đi càng xa đối với những người như bọn hắn thì vẫn có thể thấy rõ điểm này sắp tấn thăng tinh túc rồi ư. Ừ. Tiêu Tinh Hà đánh giá Lục Diệp từ trên xuống dưới một chút. Lục Diệp xoa đầu nhỏ của Y Y rồi mỉm cười nói. Là chuyện trong vòng một tháng, chính là bởi vì muốn tấn thăng tinh túc, cho nên hắn mới cố ý đến vô song đại lục tìm một chút các bằng hữu của mình. Bởi vì một khi tấn thăng tinh túc, hắn sẽ phải rời khỏi cửu châu xâm nhập tinh không tới khi đó lại muốn gặp mặt các bạn cũ trước kia e rằng không phải chuyện dễ dàng ít nhất trước khi rời khỏi cửu châu hắn muốn nói lời tạm biệt với những bạn hữu và người thân ít ỏi này thật là nhanh tiêu tinh hà có chút thổn thức lâm âm tụ vẫn không tim không phổi như trước nhiệt tình lên tiếng chào hỏi lục diệp đội trưởng cự giáp vẫn như cũ chỉ nhìn lục diệp cười ngu ngơ nói chuyện phím đôi câu, lục dịp nháy mắt với Lý Bá Tiên. Ta có mang theo rượu ngon. Lý Bá Tiên liếm môi, lại không nhìn được, liếc mắt nhìn Phong Nguyệt Thiền, trái lương tâm mà nói. Ta cai rồi. Phong Nguyệt Thiền không nhìn được, liếc mắt. Uống một chút cũng không có sao. Lý Bá Tiên mừng rỡ. Vì vậy, một đám người ngồi xuống, lục dịp lấy rượu ngon và trái cây mang ra. Sau đó mọi người uống thả ga, trò chuyện một hồi. Dường như lại trở về thời gian vô tư vô lự khi tu vi còn thấp kém. Mọi người nói đến những chuyện đã trải qua ở vô sông Đại Lục. Lục Diệp nói đến chuyện Dương Thanh dẫn mình đi tranh phong ở luân hồi thụ Thái Sơ Cảnh, khiến cho mọi người đều xin lòng hướng tới. Chỉ tiết, Thái Sơ Cảnh 100 năm mới mở ra một lần, hơn nữa mỗi giới vực chỉ có một danh ngạch dù như thế nào cũng không tới phiên mọi người bữa rượu này từ lúc trời tối đến khi bình minh lại từ bình minh đến khi trời tối uống xong giọt rượu cuối cùng tiêu tinh hà mới đứng lên mỉm cười nói tiểu sư đệ đi trước một bước còn nhiều thời gian ngày sau chúng ta sẽ có lúc gặp lại nhau trong tinh không rồi đưa tay ra chắn ngang giữa không trung Mọi người nhao nhao đứng dậy, mỗi người đặt tay lên nhau. Lục Diệp nói. Vậy ta đi trước dò đường, chờ chu vị sư huynh sư tỷ đến. Lúc gặp nhau khó mà không phân biệt được, nhưng thiên hạ không có bữa tiệc nào là không tàn. Đội đinh cửu còn phải đi xử lý một nữ thi đàn còn lại kia. Lục Diệp còn phải đi tìm tung tích của một người khác. Lần này, Y Y không có biểu hiện quá nhiều không nở ngay cả hổ phát cũng có vẻ tiêu sái đi theo y y. Bởi vì một linh một hổ đều rõ ràng, muốn lần nữa kề vai chiến đấu cùng với lục diệp, vậy cùng chỉ có thể cố gắng tu hành. Không nói đuổi theo bước tiến của hắn, nhưng cũng không thể để hắn bỏ lại quá xa. Nếu không, ngày sau hai bên khó có cơ hội gặp nhau. Từ trước kia, Y Y và Hổ Phách đã có giác ngộ như vậy. Theo Tu Vi dần dần kéo ra, chia lìa là cuộc diện nhất định phải đối mặt nhưng bọn hắn đều tin tưởng thế cục như vậy chỉ là tạm thời chỉ cần bọn hắn đủ cố gắng cuối cùng sẽ có một ngày bọn hắn còn có thể đứng bên cạnh lục diệp cùng lục diệp đối kháng cường địch mặt trời mọc lên ở phương đông lục diệp nhìn theo từng bóng người đang buông cánh tay về phía mặt trời mọc trong lòng cũng buông xuống rất nhiều vướng bận và không nở Y và Hổ Phách đều có giác ngộ như vậy rồi, không có đạo lý nào hắn không được. Tạm biệt đội đinh cửu xong, chỉ còn lại một người. Vấn đề bây giờ là nên đi đâu để tìm nàng đây? Trực tiếp đưa tin hỏi thăm là một biện pháp. Hiện nay các nơi ở vô sông Đại Lục đã an trí một ít thiên cơ trụ, coi đây là đồ mối then chốt. Giữa các tu sĩ có thể đưa tin cho nhau, đây cũng là nguyên nhân đội đinh cửu chiến đấu xong có thể nhanh chóng tập kết. Nhưng Lục Diệp cũng không định đưa tin hỏi. Thời gian dài không gặp như vậy, dù sao cũng phải tạo niềm vui bất ngờ mới được. Cũng không phải không có dấu vết để tìm, bởi vì trước đây Y Y đã từng liên hệ với hắn, biết phương hướng đại khái. Lục Diệp quyết định tự mình tìm trước, nếu thật sự không tìm ra, lại đưa tin cũng không có muộn. Lục Diệp dọc theo phương hướng mà Y Y chỉ dẫn trước đó thả người lướt đi ở tầng trời thấp. Ven đường đi qua, thỉnh thoảng gặp được một ít tu sĩ cửu châu. Hiện giờ số lượng thần hải cảnh sinh động trên vô song đại lục là không ít, nhưng trên thực tế rất ít có thể thấy tu sĩ trên thần hải cảnh tầng 7, bởi vì tu sĩ cấp độ này cơ bản đều tích lũy đủ chiến công trong đại chiến trùng tai và viễn chinh huyết luyện giới khi trước. Mục tiêu chủ yếu nhất của bọn họ hiện nay là không ngừng tăng tu vi lên tranh thủ sớm ngày bước ra một bước kia. Trên cơ bản mà nói tu sĩ tầng thứ này hiện nay đều ở lại bản thổ cửu châu để tu hành. Chỉ có tu sĩ tu vi không đủ, chiến công tích lũy không đủ mới có thể chạy đến vô song đại lục vớt chỗ tốt. Cho nên, sau khi cảm nhận được khí tức tầng chính của lục dịp ở phía xa, những tu sĩ cửu châu kia chẳng những không có ý thân thiết ngược lại còn nhanh chóng rời xa vô thức cho rằng đây là tới cướp sống lục diệp cũng không để ý phi hành ở tầng trời thấp có một phiền phức đó là dễ dàng kinh động đến thi tộc đang ngủ đông nhưng lục diệp lại chỉ đi ngang qua cũng không định ra tay đúng như tứ sư huynh lý bá tiên nói những thi tộc này đối với tu sĩ cửu châu đều là chiến công hắn giết nhiều một chút tu sĩ khác sẽ giết ít đi một chút Chiến công đối với hắn đã không có tác dụng gì, dĩ nhiên không cần thiết đi tranh đoạt cùng người khác. Cứ như vậy, bay một mạch ra mấy chục vạn dặm, lúc đầu còn thường xuyên có thể đụng trúng bóng dáng tu sĩ, càng về sau càng khó gặp được người sống. Đột dịp biết, đại khái mình đã đi ra khỏi phạm vi hoạt động của tu sĩ cửu châu, nhưng mà vẫn không thấy bóng dáng của nữ nhân kia đâu. Phương hướng là không sai trước đó Y Y đã cố ý chỉ rõ phương vị này, như thế còn không tìm được người, hoặc là bỏ lỡ, hoặc là nữ nhân kia đang ở chỗ sâu hơn. Lục Diệp nghiêng về khả năng sau, cũng không phải hắn cảm thấy thực lực của hoa tự mạnh cỡ nào, chỉ là phương thức tu hành của nữ nhân này không quá giống với tu sĩ bình thường. Khát vọng đối với chiến công của nàng không phải rất lớn, bởi vì Linh Thạch Linh Đan cũng không phải thủ đoạn tu hành chủ yếu nhất ỷ lại đừng nói là loại phương thức dẫn thiên cơ kia nàng thích tu hành ở nơi coi chút vật kịch độc ngưng tụ thi độc cũng là độc cho nên hoàn cảnh chung của vô song đại lục vẫn rất thích hợp với hoa từ nếu đã vậy nàng nhất định sẽ chọn nơi ít người ở đây cũng là nguyên nhân trước đây đội đinh cửu tập kết nàng không đến bởi vì chuyện giết thi tộc nàng không chiếm được lợi ích gì thực tế. Muốn người ở thư thất như vậy cũng chỉ có xâm nhập hơn so với người bên ngoài. Đừng nhìn nàng là nữ nhân nũng nịu, trên thực tế lá gan lớn hơn bất kỳ ai, hơn nữa rất nhẫn nại một mình tu hành tịch mịch. Vạn độc lâm trong chiến trường Linh Khê, ngũ độc đàm trên chiến trường Vân Hà đều là cấm địa mà tu sĩ tầm thường không dám tùy tiện xen vào cũng là nơi nàng chung tình lục diệp tiếp tục đi về phía trước lại bay ra mấy chục vạn dặm vẫn không có chút thu hoạch nào lục diệp đã cảm thấy dựa vào năng lực của hắn sợ là không tìm thấy nàng khẽ thở dài cũng chỉ có thể đưa tin hỏi thăm lúc đang chuẩn bị làm vậy ánh mắt lại nhìn về một phương hướng vị trí kia hình như không giống địa phương khác lắm địa phương khác của vô song đại lục hoang vu cô quạnh thi tộc hoành hành, nhưng tuyệt không có dấu hiệu hội tụ thi vân nồng đậm như vậy. Lục diệt tâm niệm vừa động, lập tức bay về phía bên kia. Càng tới gần, càng có thể phát giác được thi vân nồng đậm. Đây cũng là một cái sơn cốc rất lớn. Trong cốc, tụ lại thi vân màu xanh biếc, mặc dù có cuồng phong gào thét, cùng thổi không tiêu tan. Nơi này hẳn là hội tụ rất nhiều thi tộc, nếu không không thể tụ tập được thi vân với quy mô như vậy hung địa như thế dù là đội đinh cửu đến e rằng cũng phải lắc đầu không thôi không cách nào xâm nhập vào trong đó chứ đừng nói là vớt chiến công luật diệp vốn chỉ nhìn một cái mới lạ nhưng khi thần niệm xuyên thấu thi vân đảo qua tình huống trong sơn cốc hai mắt hắn không khỏi tỏa sáng mỉm cười đây thật đúng là đi mòn góc sắt tìm không thấy đến khi đạt được toàn bộ không tốn chút công phu bảo sao nơi này hội tụ thi vân nồng đậm như vậy, hóa ra không phải tự nhiên hình thành, mà là con dấu vết con người làm. Vượt qua gần trăm vạn dặm, cuối cùng cũng tìm được một chỗ như vậy. Trước đó Lục Diệp cũng không liên hệ với nàng, hắn cũng không biết chuyện này có tính là tâm ý tương thông hay không. Trực tiếp rơi vào trong sơn cốc, hắn xâm nhập vào thi vân. Ngay sau đó Lục Diệp đã cảm giác thiên phú thụ có động tĩnh dị thường, bèn tập trung tư tưởng quan sát, chỉ thấy trên thiên phú thụ đang bốc lên mảng lớn sương mù màu xám. Rất độc. Lúc này thúc dục linh lực ngăn cách bản thân, thiên phú thụ cuối cùng không có phản ứng. Lục dịp đáp xuống sơn cốc, cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình. Chỉ thấy dưới chân tất cả đều là loại nấm đỏ âu diễm lệ, màu sắc tươi đẹp cực kỳ. Vừa nhìn đã biết là loại vật kịch độc tầm nhìn bởi vì thi vân cách trở nên không nhìn thấy vị trí quá sâu, nhưng Lục Diệp lại cảm giác e rằng toàn bộ sân cốc này đều mọc đầy loại nấm độc này. Đây chắc chắn là thủ đoạn độc nhất vô nhị của nữ nhân kia, nhưng khiến Lục Diệp hơi cảm thấy tò mò, chính là hắn lại không phát giác được khí tức của đối phương. Phải biết rằng bây giờ với tu vi Thần Hải tầng 9, thần niệm hắn vô cùng cường đại, cảm giác vô cùng nhạy bén. Lục dịp không vội vã đi tìm Dù sao cũng đến nơi rồi Nhất định có thể tìm ra Dưới lòng hiếu kỳ thúc giục Hắn cúi người nắm lấy một cây nấm dưới chân Hơi nhổ lên Không nhổ được Điều này rất không hợp với thói thường Nấm mọc trên mặt đất Bình thường đều không có bộ rễ quá phát triển Cho nên trên cơ bản tùy ý là có thể ngắt lấy Nhưng giờ phút này Lục dịp lại cảm giác hình như nấm này sinh trưởng trên thứ gì, kết hợp chặt chẽ với nó. Hắn dùng thêm chút lực, cuối cùng cũng rút ra. Nhưng sau khi cây nấm bị rút ra, một mùi hôi thối cũng bay vào trong mũi. Ngay sau đó một cái đầu tràn đầy thịt thối giống như củ cải trắng bị nhấc ra khỏi mặt đất. Nửa bên mặt của cái đầu kia đều thiếu mất, lộ ra máu thịt dính đầy bùn đất. Chỉ có một trong mắt là còn nguyên vẹn một trong mắt khác nửa treo dưới mi mắt. Luộc dịp hơi sửng sốt, sau đó hắn và cái đầu kia mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau một hồi. Bỗng trong mắt đối phương cứng đờ, đục ngầu không chút ánh sáng, nhìn chăm chăm vào luộc dịp. Luộc dịp hơi trầm ngâm, sau đó dùng chút lực trên tay nhấn nó xuống đất trước khi nó gào thét. Thuận thế dẫm mấy cước, dẫm nát thổ nhưỡng bên cạnh cây nấm tiếng rống gầm truyền ra, sơn cốc yên tĩnh bị đánh vỡ. Ngay sau đó thì vân quay cuồng, từng cây nấm nghe thấy mà động. Trong tiếng động ầm ầm, từng bóng dáng của thi tộc nhảy ra khỏi lòng đất, trên cơ bản đều là xác thối. Có người thiếu tay, có người thiếu chân, có người bị mổ bụng, ruột chảy đầy đất, có người thì mất đi nửa cái đầu. Mỗi người đều độc hành, trường hợp này nếu gọi là nhát gan người thấy e rằng ba hồn bảy vía phải đi mất hai hồn trước. Thế nhưng tất cả đều không ngoại lệ, trên đỉnh đầu của những thi tộc này đều có một cây nấm vô cùng xinh đẹp, chính là những cái mà Lục Diệp đã nhìn thấy khi trước. Mà tới lúc này hắn mới biết, trước đó mình thấy được bao nhiêu nấm, dưới mặt đất này ẩn giấu bấy nhiêu thi tộc. Cũng không phải hắn không đủ cẩn thận, chỉ là những thi tộc này ở thời điểm ẩn nấp không lộ ra một chút khí tức. Nếu không, lúc lục dịp nhổ nấm, thuận thế nhổ một thi tộc ra, hắn cũng không rõ ràng, dưới mặt đất này lại có những thứ này. Lục dịp đơn thuần cho rằng có người đang mượn thi vân nơi này để bồi dưỡng nấm độc. Bây giờ xem ra, e rằng những cây nấm này là thủ đoạn không chế những thi tộc này. Nếu không, không có đạo lý nào trên đầu mỗi một thi tộc đều trồng một cây. Đám thi tộc dương nanh múa bút Hùng hăng càng quấy không chịu nổi. Động tác chậm chạp tới gần lục dịp, thật sự có một chút cảm giác áp bách. Lục dịp cả lơ phất phơ, đứng ở nơi đó, biểu lộ khoa trường, lớn tiếng hét. Cứu mạng A, à, có người muốn mua sát chồng. Tiếng gắt nhẹ từ một bên truyền ra, mang theo một tia ghét bỏ. Nói hư nói vượng gì? Ai là chồng? Lục dịp nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy một nữ nhân mặc váy dài màu xanh đang mỉm cười xinh đẹp đứng ở nơi đó bên trong vô số thi tộc đang dương nanh múa vuốt rõ ràng là một phong cảnh khác biệt ánh mắt giao nhau hoa từ nói may mà nơi này không có ai nếu không thanh danh ta đều bị ngươi làm mất hết rồi ngươi muốn thanh danh làm gì lục dịp ngạc nhiên không thôi thì ta cũng phải lập gia đình mà hoa từ chớp chớp mắt dáng vẻ có chút khiêu khích Lục dịp ý vị thâm trường ồ lên một tiếng rồi gật đầu nói. Ngày nào đó nếu thật sự gã cho người khác, chỉ cần thông báo cho ta một tiếng, ta nhất định sẽ chuẩn bị cho ngươi một phần đại lễ. Hoa từ cười dịu dàng. Được rồi, tới khi đó, nhất định ta sẽ nói với ngươi đầu tiên. Tuy rằng đã lâu không gặp nhau, nhưng cũng không vì vậy mà có cảm giác xa cách gì. Lục dịp vẫn cãi nhau vài câu như trước, lúc này hắn mới cười. Bộ dáng thi khí trong thi thể này của ngươi, e rằng không có nam nhân nào có thể tiêu thụ được đâu. Vậy thì cũng không cần ngươi quan tâm. Hoa từ biểu môi. Lục Diệp cười lớn tiến lên, giang hai cánh tay ra muốn ôm lấy nàng. Hoa từ lại nhẹ nhàng nâng một ngón tay lên, điểm lên trán hắn, ngăn động tác của hắn lại, nét mặt cảnh giác. Mới tới nơi đã muốn chiếm tiện nghi, người cho rằng ta vẫn ngây thơ vô tri như trước đây sao? Lục dịp bất đắc dĩ, không chiếm được lợi lộc mặt mày ủ rũ. Người thay đổi rồi. Hoa từ cười mỉm nói. Chờ lần sau ngươi gặp ta, sẽ còn trở nên càng thay đổi nhiều hơn. Lục dịp vừa nghĩ tới cảnh tượng kia đã có chút vào đầu, dứt khoát nói sang chuyện khác. Người vẫn luôn ở chỗ này ư? Ừ, nhưng mà tại sao ngươi lại tìm tới đây? Y Y chỉ cho ta một phương hướng, ta chỉ tùy tiện tìm xem, sau đó tìm tới đây. Người ở chỗ này mà làm gì? Ta dưỡng thi. Hoa từ mỉm cười. Người nhìn những vật nhỏ này mà xem, làm cho người ta ưa thích. Lục dịp quay đầu nhìn về phía rất nhiều thi tộc ở bên cạnh. Thật sự là không phát hiện ra nơi nào khiến cho người ta ưa thích. Nhưng hắn cũng biết đại khái hoa từ dưỡng thi ở chỗ này hẳn là mượn thi độc của thi tộc để tu hành. Đây cũng là một loại phương thức tu hành chỉ thuộc về riêng nàng, người bên ngoài không thể nào bắt chút nổi. Ở trung tâm của Sơn Cốc có một căn nhà gỗ là nơi ở của hoa từ, nhưng trong Sơn Cốc này có mây thi thể dày đặc, trước đó luộc diệp cũng không phát hiện ra. Rất nhiều thi tộc bị kinh động lại ẩn nấp dưới đất. Hoa từ mượn thủ đoạn đặc biệt của nấm có thể nhẹ nhàng không chế hành động của bọn hắn. Lục Diệp đi theo hoa từ tới chỗ căn nhà gỗ, liếc mắt thấy một cổ quan tài đen kịch đặt ở giữa phòng. Chật chật lấy làm kỳ, tiến lên dò xét xung quanh một hồi. Người chuẩn bị cho ai? Hoa từ cũng không giải thích, chỉ nhảy lên, sau đó nằm vào trong quan tài rồi nhắm mắt, hơi thở lặng yên không nhúc nhích. Thoạt nhìn giống như một mỹ nhân ngủ say vô số năm. Nhìn cảnh này, khoe mắt Lục dịp co giật một hồi. Ôi, nữ nhân này, hứng thú thật sự là càng ngày càng kỳ quái. Trước kia chỉ là ưa thích giày vò một ít độc trùng, bọ cạp, cóc, các loại đồ chơi nhỏ. Bây giờ ở trong sơn cốc này dưỡng thi thì không nói, còn tự mình giả trang thành thi thể. Thảo nào lúc trước mình không nhận ra khí tức nàng, nàng nằm ở đây, khí tức hoàn toàn không có. Nhưng mà khoan hãy nói trong hoàn cảnh như vậy, một mỹ nhân ngủ với đường cong lung linh như vậy, hình như có một chút dụ hoặc. Lục Diệp khẽ chống tay cũng say người tiến vào trong quan tài, thuần thế nằm xuống bên cạnh hoa từ Thứ này được hoa từ chế tạo rất rộng rãi, hai người nằm cũng không chật chội. Thân thể hoa từ hơi căng chặt, chóc mũi Lục Diệp tràn đầy mùi thơm say lòng người. Hắn cũng có chút không hiểu nổi, cả ngày nhảy múa với bầy thi trong hoàn cảnh như vậy sao trên người còn có thể thơm đến thế nữ nhân đúng là sinh linh kỳ quái lục diệp không khỏi hít nhiều thêm mấy hơi hoa từ nghiêng đầu nhìn hắn rồi hừ lạnh nói hiện nay sao không nói thi khí trong thi thể nữa đi lục diệp bày ra nét mặt nghiêm chỉnh này đừng nói chuyện hắn nhắm mắt lại hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có này giống như từ khi bắt đầu bước lên con đường tu hành, vẫn buông ba khắp nơi. Mặc dù thỉnh thoảng có trở về bản tông, cũng khó có được nghỉ ngơi. Những năm gần đây luôn nghĩ trăm phương ngàn kế tăng tiến tu vi. Lúc tu vi thấp kém, từng cho rằng một ngày kia tấn thăng thần hải thì có thể tiêu giao tứ phương, vô cầu vô thúc. Nhưng thật sự đi đến một bước này mới phát hiện ra, thần hải cũng chỉ là điểm xuất phát thấp nhất sau này còn có càng vụ buông ba xa hơn đang chờ mình. Lục Diệp không biết, thời gian như vậy khi nào mới kết thúc, có lẽ vĩnh viễn cũng không có chừng mực. Nhưng lúc này, hoàn cảnh chật hẹp chật chội như vậy lại mang đến cho hắn một loại cảm giác ấm áp hiếm thấy. Đương nhiên, chuyện này cũng có chút quan hệ với nữ nhân mềm mại thơm tho bên cạnh. Nếu Lục Diệp chỉ lẻ loi một mình, sợ là cũng sẽ sinh ra rất nhiều sầu cảm. Dường như cảm nhận được tâm tình của Lục Diệp, Hoa Từ cũng không đấu võ mồm với hắn nữa, chỉ yên tĩnh nằm bên cạnh hắn. Dần dần nàng phát hiện Lục Diệp bên cạnh đã ngủ thiếp đi, thì không khỏi bật cười. Nàng chậm rãi nghiêng người, hai tay gối dưới gương mặt, lặng lẽ nhìn, trong con người sáng ngời phản chiếu là cả một thế giới. Lục dịp ngủ một giấc thật sâu. Trên thực tế, tu vi hắn đã đến trình độ này rồi, đã không cần phải mượn giấc ngủ để duy trì tinh lực bản thân. Cho dù có mệt mỏi mệt nhọc, cũng chỉ cần đã tọa nghỉ ngơi một lúc là được. Có lẽ là tâm tình triệt để yên ổn lại, có lẽ là ở chỗ này không cảm giác được chút uy hiếp nào. mặc kệ như thế nào, thể nghiệm như vậy đối với tu vi hắn bây giờ mà nói cũng là cực kỳ hiếm có cũng không biết ngủ trong bao lâu lục dịp mới ung dung tỉnh lại trong giây lát chịu cảm thấy tinh thần sẵn khoái trạng thái cũng tốt hơn nhịn không được mà duỗi lưng hắn duỗi eo ra một nửa đột nhiên ý thức được hoàn cảnh lúc này cũng đã nhận ra một đôi mắt sáng ngời đang nhìn mình chăm chú lục dịp quay đầu bốn mắt đối mặt hoa từ khuôn mặt đỏ lên cũng không phải bởi vì cùng hoa từ chung sống hoàn cảnh như vậy mà có gì xấu hổ quen biết nhau từ tấm bé với hắn mà nói, Hoa Từ là một trong những người thân cận nhất của hắn ở Cửu Châu. Chẳng qua, lần này tới nơi đây, vốn là muốn tạm biệt Hoa Từ, bởi vì một khi hắn tấn thăng tinh túc, sẽ phải rời khỏi Cửu Châu, đặt chân vào tinh không rộng lớn, sau này gặp mặt còn không biết là khi nào. Là không nghĩ chính sự còn chưa làm, trước tiên ở chỗ này ngủ một giấc, ít nhiều cũng có chút không nên. Hắn di chuyển người cũng học theo dáng vẻ của Hoa Từ nghi người. Lần này đến phiên Hoa Từ tỏ vẻ mất tự nhiên, bởi vì khoảng cách hai người thật sự quá gần. Cả hai có thể rõ ràng cảm nhận được hô hấp của đối phương. Thế nhưng vẫn chưa xong, lục dịp như chưa phát giác. Còn vương tay nắm lấy một lọn tóc của nàng, đầu ngón tay quấn quanh vuốt vuốt. Trong lúc trầm mặt, Hoa Từ mở miệng trước. Chuẩn bị đi rồi sao? Lúc Lục Diệp đi tới nơi này, nàng đã có ý thức, bởi vì tu vi hắn đã đạt đến trình độ thần hải tầng 9. Đối với Lục Diệp mà nói, hiện tại Vô Song Đại Lục đã không còn bất kỳ lực hấp dẫn nào, nhưng hắn vẫn không ngại đường xa vạn dặm chạy tới nơi đây tìm nàng, vậy cũng chỉ nói rõ một chuyện, hắn sắp rời khỏi Cửu Châu. Một nữ nhân thông minh như Hoa Từ lẽ nào không hề phát hiện ra chờ lần này trở về cũng nên tấn thăng sau khi tấn thăng ngươi có tính toán gì không hoa từ thuận miệng hỏi đi ra ngoài nhìn xem tinh không rất lớn cửu châu rất nhỏ cửu châu bây giờ không giống với trước kia đã dung nhập vào tinh không sớm muộn gì tu sĩ giới vật khác cũng phát hiện ra cửu châu cũng có thể sẽ có xung đột bùng nổ cho nên cũng chỉ có thể tận lực tăng lên chính mình, như vậy mới có thể bảo vệ gia viên. Hơn nữa sân khấu của tu sĩ tinh túc cũng không ở trong giới vực. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận nha. Ta nghe người ta nói, bên ngoài rất nhiều người lợi hại. Thật sự gặp phải kẻ đánh không có lại, thì đừng có cậy mạnh. Cho dù là dập đầu cầu xin tha thứ, cũng phải giữ mạng của mình trước. Chỉ có sống sót mới có khả năng. Mạng không còn vậy cái gì cũng không còn. Khó khăn lắm, nàng mới đứng đắn trước mặt lục dịp một lần. Ngược lại khiến hắn có chút không thích ứng, nhưng hắn vẫn nghiêm túc gật đầu. Yên tâm đi, nếu thật sự gặp phải loại người đánh không lại, thì không trốn thoát được đâu. Chắc chắn ta sẽ quỳ xuống cầu xin tha mạng ngay lập tức. Từ tôn tính là gì đâu. Hoa từ bất đắc dĩ, lục dịp càng nói như vậy, nàng lại càng biết rõ nếu thật sự xuất hiện loại tình huống này, chắc chắn Lục Diệp sẽ không làm chuyện gì mất tự tôn. Tu sĩ nào lại không có chút tu nghiêm chứ, nhất là đối với tu sĩ như Lục Diệp. Lục Diệp cảm nhận được nàng đang sầu lo, lại cười nói. Nhưng mà yên tâm, tình không quá lớn. Thật ra nếu muốn gặp được những cường nhân kia ở bên ngoài cũng không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa giới vật cỡ lớn nhiều nhất chính là tinh túc cảnh cho nên, dù thật sự gặp được tu sĩ ngoại giới, đại khái cũng đều là tinh túc cảnh, cùng cấp bậc ta sợ ai. Đây là lời nói thật, từ khi tu hành cho tới nay, dưới điều kiện tiên quyết này, lục dịch thật sự chưa từng thua ai. Trên cơ bản đều là hắn vượt cấp giết địch. Kế tiếp, chính là câu được câu không nói chuyện phím, nói về cảnh tượng lúc trước mới quen biết. Nói nói đến chuyện lục dịp cố ý đi tán du xã tìm nàng cũng nói đến lần đầu tiên hai người kề vai chiến đấu thú vị trong kỳ hải. giống như là một hồi luân hồi ôn lại kỷ niệm xưa ký thác khát vọng tốt đẹp đối với tương lai đề tài rốt cuộc cũng có tận cùng cũng có lúc ly biệt mấy năm nay hai người không ở chung nhiều tất nhiên không có quá nhiều thứ để nói chuyện vì vậy trầm mặt dài dằng dặc mãi cho đến một khắc luộc dịp mới bỗng nhiên đứng dậy thở dài một hơi nên đi thôi. Hoa từ nhẹ nhàng ừ một tiếng, âm thanh nhỏ yếu như tiếng mũi kêu. Vậy ta đi đây, người chăm chỉ tu hành đi. Lục dịp nói xong muốn đứng dậy. Cổ tay siết chặt, bỗng nhiên bị nắm lại. Lục dịp quay đầu nhìn về hoa từ, thấy nàng có chút buồn bực nhìn mình chăm chăm. Răng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng. Làm sao vậy? Hoa Từ trầm mặt một hồi mới giận nói. Ngươi không thể nào có chút đảm đương hay sao? Cái gì? Lục Diệp khó hiểu nhìn nàng. Ngươi có phải là nam nhân hay không? Nét mặt Hoa Từ giống như càng tức giận hơn chút. Lục Diệp sao có thể nhìn được lời này? Hắn cả giận nói. Sao ta là không phải là nam nhân? Sắc mặt của Hoa Từ rõ ràng hơi đỏ lên, chậm rãi dời ánh mắt đi lục diệp còn muốn tranh luận thêm vài câu lực đạo trên cổ tay đột nhiên tăng mạnh thân hình hắn nghiêng một cái trực tiếp nhào xuống dưới lời nói đến bên miệng lập tức tan thành mây khói mùi thơm tràn vào mũi trùng kích khiến cho lục diệp miệng khô lưỡi khô hắn cảm thụ được sự mềm mại dưới thân lục diệp khô khan nói vậy ta có phải nên làm chút chuyện mà nam nhân nên làm hay không Hoa Từ nhắm mắt lại, chỉ vung tay lên. Nắp quan tài nằm ngang ở một bên bay lên. Không gian chật hẹp lập tức lâm vào một vùng tăm tối. Lục Diệp là Nam Nhi, giỏi, có đảm đương, sông pha chiến đấu. Đây tuyệt đối là một lần thể nghiệm khiến người ta khó có thể quên và du vị vô tận. Trước đó, Lục Diệp vẫn cảm thấy cảm thụ của mình khi thăng cấp lên trên là tuyệt vời nhất thế gian. Nhưng đến giờ phút này, hắn mới biết mình sai rồi vô cùng sai trên đời này thình lình có chuyện còn tuyệt vời hơn cả thăng cấp lên trên vậy là ba ngày sau trong quan tài tối om âm thanh mệt mỏi truyền đến người nên đi rồi chân ta mềm nhũng đi không có nổi vậy thì nghỉ ngơi một chút rồi đi được lại ba ngày sau dòng nói mệt mỏi còn không đi sao ta eo đâu cho ta nghỉ ngơi một lát người gạt ta ba ngày sau giọng nói của hoa từ cũng không biết có phải đang khóc hay không rốt cuộc người muốn sao này đừng nói chuyện thời gian nửa tháng thoáng cái đã qua vào một ngày quan tài phủ bội bỗng được mở ra ánh sáng đã lâu không chiếu vào lục diệp đang hưng phấn đột nhiên phát hiện không đúng ngẩng đầu lên nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch một đôi mắt âm u đầy tử khí nhìn chăm chăm vào hắn, trên đầu còn đội một cây nấm ngũ sắc sặc sỡ. Quay đầu nhìn xung quanh, chẳng biết từ khi nào bên cạnh quan tài đã có mấy nữ thi tộc vây quanh. Mỗi người đều trừng mắt nhìn chăm chăm lục dịp từ các góc độ khác nhau. Bọn họ như thể muốn nhìn chăm chăm đến trời đất hoang tàn. Cả người lục dịp giống như bị dội một chậu nước lạnh, lạnh từ đầu cho tới chân hắn dở khóc dở cười cúi đầu nhìn hoa từ người cũng quá đáng rồi đó mấy nữ thi tộc này rõ ràng là hoa từ điều khiển chạy tới vây xem đối với nam nhân này nàng không có cách mắng cũng mắng không được đuổi cũng đuổi không đi cũng chỉ có thể làm ra dạng đường ngang ngõ tắt này để hắn chủ động rút lui rất hối hận tại sao lại mở ra cho hắn một cánh cửa thế giới mới thời gian nửa tháng, Hoa Từ chỉ cảm thấy cả người mình đều sắp tan thành từng mảnh. Nếu người nam nhân này còn không đi, e rằng thật sự sẽ xảy ra tai nạn chết người. Người đúng là quá đáng mà. Lục dịp cúi đầu dở khóc dở cười. Thật sự là không ngờ Hoa Từ lại sử dụng chiêu thức ngoài tưởng tượng như vậy, đúng là vô sĩ. Không nhìn không sao, lục dịp vừa nhìn đã nhật nảy mình chỉ thấy trên người hoa từ cũng có một khối màu xanh tím trên người càng tuôn ra thi khí nồng đậm ngay cả ánh mắt cũng trở nên đen đặc hơn rất nhiều tạo hình này nếu như để cho người không biết chuyện nhìn vào e rằng cho nàng cũng là thi tộc nàng nhắm mắt không nhúc nhích tư thế như đã chết hiển nhiên là muốn dùng cái này đã đạt tới hiệu quả khuyên lui nào ngờ lục diệp vốn đã dục hỏa biến mất nay lại thấy bộ dáng độc đáo này của nàng ngược lại bỗng sinh ra hứng thú nồng đậm thể nghiệm như vậy thế nhưng là khó được đến cực điểm không thể không quý trọng a à. hắn đưa tay nắp quan tài lại bay lên ngăn cách tầm mắt của mấy nữ thi tộc trong không gian tối đen hoa từ hữu khí vô lực mà mắng độ cầm thú một ngày sau lục diệp ăn mặc chỉnh tề ngồi trên một cái ghế Hoa từ đứng sau hắn cẩn thận chải chuốt tóc tai cho hắn. Lục Diệp lặng lặng nhìn khuôn mặt của mỹ nhân đang phản chiếu trong gương đối diện. Trong trắng nõn nà lộ ra hồng nhuận khác thường. Thủy Linh đặc biệt khiến cho hắn là có chút không nhìn được. Hoa tự phát giác được nhẹ nhàng gõ đầu hắn một cái. Lục Diệp mới thành thật. Lúc này im lặng lại thắng có thanh chải chuốt tóc thỏa đáng, Hoa từ lui ra sau vài bước, nàng nghiêm túc đánh giá, phát hiện không có chỗ nào lộn xộn hoặc bỏ sót, lúc này mới hài lòng gật đầu. lục dịp đứng dậy quay đầu đối mặt với nàng, thật sự nên đi, cho dù không nở, nhưng tương lai của tu sĩ vẫn là tinh thần hoàng vũ. đi đi, hòa từ vừa cười vừa nói, lục dịp gật đầu tiến lên vài bước ôm nàng vào trong lòng chăm chú ôm nàng dùng sức thật lớn, dùng muốn dung nhập nàng vào trong thân thể mình, mang nàng rời đi. Một lát sau, đục dịp buông thân thể mềm mại của nàng ra, xoay người đi ra khỏi căn nhà gỗ phóng lên cao, phá mây mà đi. Bên tai truyền đến âm thanh của hoa tự. Ở bên ngoài không cần cố kỵ gì, nên đánh thì đánh, nên giết thì giết. Nếu người chết, ta sẽ một mình nuôi nấng lớn đứa nhỏ của ngươi lục diệp lão đảo xích nửa đã ngã xuống đất, nữ nhân này trước khi đi còn không quên nói xấu mình. Hiển nhiên lần kinh lịch quanh co khúc khủy này không phải do hoa từ tâm huyết dân trào, mà là nàng sớm đã có dự mưu. Nàng biết một khi lục diệp rời khỏi cửu châu, sinh tử sẽ rất khó có thể tự khống chế, hoàn cảnh trong tinh không cũng không thể nào an bình hơn cửu châu. Ở bên ngoài lúc nào cũng có thể gặp phải địch nhân có thực lực cường đại tới mức khó có thể địch nổi, nàng lo lắng lục dịp một đi không trở lại, cho nên mới khuyên bảo trước, kết quả phát hiện khuyên bảo không có hiệu quả, chỉ có thể tự mình ra trận lấy thân nuôi hổ. Ít nhất phải để trong lòng hắn có lo lắng, kể từ đó lúc gặp chuyện bên ngoài mới không xúc động làm việc, như vậy mới có thể bảo toàn bản thân tốt hơn. Về phần hài nhi trong bụng gì, trước kia Hoa Tự Từ đã từng lấy chuyện này ra đùa giỡn, đương nhiên Lục Diệp sẽ không coi là thật. Lục Diệp nhìn xuống tâm tư muôn giáo huấn nạn một trận, sau đó tiếp tục cất cao thân hình. Mãi đến khi bay lên đám mây, lúc này biểu cảm mới sụp đổ, đưa tay xoa eo mình. Tuy đã là thần hải, thể phát càng là cường đại cực điểm, nhưng nửa tháng thời gian không tiết chế, điên long đảo phượng vẫn là không khỏi có chút gì chứng Lục Diệp nói với Hoa Từ, hắn chân mềm eo mỏi, thật đúng là không phải nói đùa. Có chút không hiểu nổi, thân thể Hoa Từ mềm như vậy, rõ ràng mỗi lần đều là muốn chết, vì sao khôi phục hình như còn nhanh hơn hắn nhiều. Đây đại khái là khác biệt giữa nam và nữ ư? Vẫn chưa đủ cường đại, vẫn phải cố gắng tu hành thêm, Lục Diệp thầm hiểu ra thông qua đại trận mà dược tân lưu lại trở về cửu châu không bao lâu ân ký chiến trường có tin truyền đến điều tra một chút phát hiện là vũ đại sư đưa tin lục dịp nói chuyện với nàng vài câu sau đó hẹn gặp ở nơi nào đó lúc này mới mượn nhờ thiên cơ trụ truyền tống đến không bao lâu sau bóng dáng của hai người đã xuất hiện trong sương phòng của thiên cơ thương minh vũ đại sư đã đến trước thấy lục dịp đến lập tức lấy bàn sơn đao đã được cải tạo xong ra, đặt ở trước mặt hắn. Lục Diệp cầm lấy, đầu tiên là ước lượng một chút, sau đó hài lòng gật đầu, lúc này mới rút đao xem kỹ. Lộ thủng nhỏ lưu lại trên thanh trường đao trước đó đã biến mất không thấy. Tạo hình của cả thanh đao trước kia cũng không khác gì nhau. Gần như có thể nói là giống nhau như đúc, nhưng tinh chất của nó đã tốt hơn rất nhiều. Dù sao, lần này cải tạo, lục dịp còn cung cấp một ít tài liệu trân quý Vũ Đại Sư có chút khó hiểu. Đau này của ngươi hiện giờ đủ nặng, đủ cứng rồi, nhưng bên trong lại không có bất kỳ cấm chế nào. Cho dù thực lực ngươi cường hãn cầm nó cũng chưa chắc có thể phát huy ra sát thương quá mạnh. Đây cũng là chỗ nàng không hiểu nhất. Loại bảo vật này căn bản nhất chính là khắc ấn cấm chế ở bên trong. Bảo vật có thể phát huy ra uy năng gì, hoàn toàn quyết định bởi cấp bậc cùng số lượng cấm chế dừng hết lần này tới lần khác khi lục diệp yêu cầu nàng cải tạo là không để cho nàng lạc ấn bất kỳ cấm chế nào ở bên trong kể từ đó tuy rằng nàng cải tạo đơn giản thành phẩm tính chất cũng vô cùng tốt nhưng nếu nghiêm khắc dựa theo phẩm chất bảo vật để phân chia một thanh trường đao như vậy cũng không tính là linh khí hơn nữa lưỡi đao của bản thân cũng không đủ sắc bén trường đao như vậy có thể phát huy ra tác dụng trong chiến đấu hay sao cũng không thể nào lấy ra để đập người chứ. Thật sự như vậy còn không bằng chế tạo ra một cây gậy càng tiện hơn. Lục dịp mỉm cười thúc giục linh lực. Trên lưỡi bàn sơn đao lập tức sáng lên một tầng hào quang. Trường đao vốn giản dị tự nhiên, giờ phút này bỗng lộ ra một loại cảm giác sắc bén cực kỳ. Đây là thần phong. Vũ Đại Sư Động Dung gia trị của phong duệ linh văn không thể có hiệu quả như vậy cho nên nàng lập tức nhớ tới khi trúc lục diệp thôi diễn ra thần phong linh văn cũng chỉ có thần phong mới có thể khiến cho thần hải cảnh như nàng cảm nhận được phong mang đến không thể ngăn cản cảm giác này không sai Bốn đại sư nghe thì chấn kinh vẻ mặt không thể tưởng nhìn lục diệp giống như đang nhìn một yêu quái thời điểm lục diệp thôi diễn thần phong nàng đã quan sát từ đầu cho tới đuôi. Đó là linh văn mà trọn vẹn 2046 đảo cơ nguyên mới có thể tạo dựng ra. Trong đánh giá của rất nhiều linh văn sư, dạng linh văn này chỉ có màu sắc, không có thật, bởi vì quá phức tạp, hoàn toàn không có cách nào vận dụng rộng khắp. Nhiều lắm chỉ có thể tồn tại như một loại linh văn nghiên cứu mà thôi. Nhưng cho tới giờ khắc này, Vũ Đại Sư mới biết, cũng không phải là linh văn hoa không thực, mà là tất cả luyện khí sư khác không đủ tài nghệ. Nếu không phải tận mắt thấy, Vũ Đại Sư cũng rất khó tin rằng trên đời này lại có người có thể tạo dựng ra thần phong linh văn phức tạp đến cực điểm kia trong nháy mắt, cũng gia trì lên binh khí của mình. Rốt cuộc nàng cũng hiểu được những yêu cầu kỳ quái kia của lục Diệp khi đổi bàn sơn đao là như thế nào. Đã có thể tùy ý tạo dựng thần phong linh văn, vậy cần gì phải lạc ấn những linh văn khác? Bạn sơn đao thật sự không đủ sắc bén, nhưng có dạng linh văn này gia trì lại thêm thực lực cường đại của bản thân Lục Diệp. Không nói tin không, chỉ nói trong Cửu Châu, sợ rằng không có gì là một đao của hắn chém không đứt. Quả nhiên, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta xin thụ giáo. Vũ đại sư tâm phục khẩu phục. Lúc đầu khi Lục Diệp thôi diễn ra thần phong linh văn, nàng đã biết ở trên tạo nghệ linh văn chi đạo Lục Diệp đã bỏ xa nàng mấy con phố. Nhưng hôm nay xem ra, hình như tính toán của bản thân đối với tạo nghệ linh văn chi đạo của Lục Nhất Diệp vẫn còn thấp. Thuật nghiệp có chuyên môn mà thôi. Lục Diệp mỉm cười cho bàn sơn đao vào vỏ. Thù lao tính như nào đây? Trước đây, Vũ Đại Sư cũng không nhắc đến chuyện này. Lục Diệp càng không hỏi nhiều. Hạ bên hợp tác nhiều lần, Vũ Đại Sư chào giá vẫn rất công đạo vũ đại sư lắc đầu không cần hôm nay có thể mở rộng tầm mắt đã thu hoạch cực nhiều rồi sao dám nói tới chuyện thù lao hướng chi linh văn đạo hữu lưu lại trước đây trong thánh địa đủ để cho ta hưởng thụ cả đời Nghe nàng nói vậy lục diệp cũng không miễn cưỡng lập tức nói một tiếng cảm ơn vũ đại sư lại chuyển chủ đề cười có chút bẩn cợt gần đây đạo hữu hình như rất tiêu dao Sao người lại nói như vậy? Lục Diệp không hiểu. Vũ Đại Sư lại cười mà không nói, chỉ là nhẹ nhàng cất bước đi ra sương phòng, tiêu sáng rời đi. Để lại Lục Diệp một mình, hắn không hiểu ra sao. Bạn Sơn Đao đã sớm cải tạo xong, tiếp theo nên tấn thăng tinh túc. Trên thực tế, Lục Diệp có thể cảm giác được cơ hội tấn thăng tinh túc đang ở ngay trước mắt. Bởi vì hắn nhận được chỗ tốt từ bên phía luân hồi thụ hơn nửa năm gần đây, hắn luôn luôn vô trì vô giác mà tứ nhuận thân thể mình. Loại tư nhuận này không có ảnh hưởng lớn đối với thực lực, nhưng lại khiến cho thân thể dường như tỏa ra sức sống cường đại hơn, có được lực lượng càng huyền diệu hơn. Hiện nay, loại tư nhuận này đã tới đỉnh phong, cơ hội tấn thăng cũng gần ngay trước mắt. Hắn xoay người ra khỏi xương phòng. Nửa khắc sau, người đã về tới bích huyết tông đi ra khỏi thiên cơ điện đang muốn đi tới thúy trúc phong đúng lúc gặp thủy uyên đi tới lục dịp dừng nói vài lời với nàng nhưng thủy uyên lại xông tới không ngừng ngửi lục dịp sao làm sao vậy bỗng lục dịp có chút chột dạ thủy uyên rụt về ý cười sâu xa à không có gì chúc mừng sư đệ mặc kệ như nào quý trọng cho tốt đi rồi quay người đi vào thiên cơ điện. Lục dịp lộ ra vẻ mờ mịt, nhưng sau đó liên tưởng đến lời vũ đại sư nói khi trước. Hắn nhanh chóng có ý thức, nâng cánh tay lên, nhẹ nhàng ngửi lên trên chóc mũi mình, đã không ngửi được gì. Chắc là ở chung lâu rồi, mình quen thuộc mùi trên người hoa từ, cho nên mới không ngửi thấy. Nhưng vũ đại sư và thủy nguyên sư tỷ lại ngửi thấy rõ ràng. Ôi, mũi của tu sĩ rất nhạy bén, Lục Diệp Thoáng có chút xấu hổ, sinh ra một loại cảm giác làm chuyện xấu bị như sư tỷ bắt quả tan, lại không cách nào cẩn thận giải thích quá nhiều chuyện này. Hắn che mặt mà đi, thẳng đến Thúy Trúc Phong. Trở lại trúc lâu của mình, ngồi xếp bằng, tỉnh hạ tâm thần, chậm rãi đợi cơ hội cuối cùng đến. Yên lặng cảm thụ, vẫn có thể cảm nhận được lực lượng huyền diệu trong người đang dâng trào, từ khi hắn thăng cấp thần hải tầng 9, lực lượng này vẫn luôn phát huy tác dụng mãi cho tới hôm nay. Bản chất của một cổ lực lượng như vậy là gì, lục dịp không rõ lắm. Nhưng hắn biết, chính vì cổ lực lượng này tưới nhuận mới có thể khiến bản thân có được năng lực đặt chân vào tinh không. Không có một cổ lực lượng như vậy xúc tiến, hắn sẽ không cách nào đột phá gông cùng xiềng xích thần hải cảnh. Kết thúc tập 324 bộ truyện nhân đạo đại thánh cảm ơn các bạn đã theo dõi